Thưa quý vị, tình trạng thiếu lao động sau Tết luôn là nỗi lo lắng của các doanh nghiệp ngành sản xuất ở Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên năm nay, nhiều doanh nghiệp cho biết khá bất ngờ với tỷ lệ quay trở lại của người lao động ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Có thể sau một năm gián đoạn với công việc vì dịch bệnh, cho đến nay phần lớn người lao động đều mong trở lại thành phố để giữ cho mình công việc tốt khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp cũng triển khai các chính sách đãi ngộ tốt để tạo động lực cho người lao động quay trở lại nhà máy làm việc. Đây cũng là thông tin được quan tâm trong tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Bất ngờ từ thị trường lao động sau Tết. Trở lại sản xuất từ mùng 6 Tết, ông Trương Chí Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Thành Đạt cho biết khá bất ngờ với tỷ lệ lấp đầy người lao động trong nhà máy lên đến hơn 90%. Đây có thể là tín hiệu tốt cho việc tái khởi động sản xuất trong năm mới, ít nhất là về mặt con người. Do đó, công ty cũng cố gắng tiếp tục xây dựng chính sách đãi ngộ tốt hơn để giữ chân người lao động lâu dài. Những năm trước đây á, thì thông thường á, thường kế hoạch ít không bao giờ đó họ lên đúng á. Nhưng mà đặc biệt năm nay lại là khác nha, khoảng so với đăng ký là lên đúng khoảng hơn 90%. Lao động đầu năm lên là khá là đầy đủ. Đơn hàng đầu năm năm nay thấy cũng phấn khởi. Do cái là ngoài cái dự đoán của mình, ngoài cái việc mà lao động họ năm nay họ quay lên làm gì có thể là cái tối gì khác. Tuy nhiên thì chắc cũng là do chính sách phúc lợi của công ty mình có điều chỉnh, có thay đổi thành tốt hơn. Người lao động họ thấy là thành phố bây giờ kiểm soát dịch được tốt rồi, độ phủ vaccine tốt rồi, thì tâm lý họ yên tâm. Không chỉ công ty Vĩnh Thành Đạt, ông Trương Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn cũng cho biết số lao động quay lại nhà máy làm việc sau Tết là 100%. Với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thì tỷ lệ lao động quay lại sau Tết vẫn là thách thức lớn. Để chuẩn bị cho kịch bản thiếu lao động sau Tết, các doanh nghiệp này phải lập các kế hoạch sản xuất trong điều kiện thiếu hụt nhân sự và trông chờ vào mùa tuyển dụng sau đó để lấp đầy. Câu chuyện vừa sản xuất vừa chờ lao động của doanh nghiệp trong ngành may mặc như công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Donny là một ví dụ. Ông Phạm Quang Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Donny chia sẻ: các cái hoạt động sản xuất nó chỉ ổn định sau cái tháng giêng, mà tức là mình đã tính rằng là trong cái tháng Tết này là mình đã coi như là cho tới 20 mình mới bắt đầu tính cái sản xuất lao động. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, sau Tết, phần lớn các doanh nghiệp bắt đầu triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự, phục vụ nhu cầu ổn định, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, một lượng lao động lớn từ các tỉnh sẽ quay lại thành phố khi tình hình dịch bệnh đã ổn định. Học sinh đi học trực tiếp trở lại sau Tết sẽ giúp người lao động chủ động hơn về thời gian. Thị trường lao động sau Tết kỳ vọng có những chuyển biến tích cực và nhanh chóng phục hồi. Một số hãng gọi xe và siêu thị đã áp dụng chính sách giảm thuế VAT. Ngay khi chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT có hiệu lực, một số ứng dụng gọi xe đã thông báo về việc áp dụng thuế mới. Bên cạnh đó, một vài siêu thị cũng đã áp dụng chính sách thuế này. Grab thông báo thời gian áp dụng giảm mức thuế suất VAT theo quy định của Nghị quyết 43 và Nghị định 15 sẽ chính thức có hiệu lực với các dịch vụ GrabCar và GrabBike từ ngày 1 tháng 2. Tuy nhiên, do thời gian áp dụng diễn ra trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2022, Grab thông báo trên trang chủ ứng dụng này sẽ bắt đầu cập nhật thay đổi mức thuế suất VAT áp dụng theo Nghị định 15 và Nghị quyết 43 từ ngày 15 tháng 2. Trong khi đó, với các dịch vụ giao nhận như Grab Express, Grab Food, Grab Mart, Grab Kitchen đang chờ hướng dẫn chính thức từ cơ quan quản lý về việc áp dụng chính sách nói trên. Hãng gọi xe Beirut cho biết, chính sách thuế VAT áp dụng đối với hoạt động hợp tác kinh doanh giữa Beirut và tài xế B sẽ được điều chỉnh căn cứ tính từ ngày 1 tháng 2. Ứng dụng giao đồ ăn Bimin cho biết, áp dụng chính sách mới với các dịch vụ ngay từ ngày 1 tháng 2 khi Nghị định 15 của Chính phủ có hiệu lực. Bimin sẽ khấu trừ 8% thuế VAT trên toàn bộ doanh thu vận chuyển của dịch vụ giao đồ ăn của mình, thay vì 10% như trước đây. Bên cạnh các hãng gọi xe, một số hệ thống siêu thị như Lotte Mart hay Go đã bắt đầu thực hiện giảm thuế VAT cho các sản phẩm đang chịu thuế 10% sau khi mở cửa hoạt động trở lại trong những ngày Tết Nhâm Dần. Đẩy nhanh tiến độ những công trình trọng điểm quốc gia.
Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã kiểm tra các công trình trọng điểm quốc gia trong hành trình xuyên Tết, xuyên Việt với gần 2.000 km từ Ninh Bình đến Cần Thơ. Thủ tướng đã phê bình việc chậm trễ tại các công trình mà đoàn đến kiểm tra, đồng thời lắng nghe từ thực tế, đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm này. Trong số các dự án chậm tiến độ có sân bay Long Thành. Theo chủ trương đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 năm 2015, sân bay Long Thành được xây dựng với công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Trong đó, việc xây dựng sẽ chia làm 3 giai đoạn. Tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ 3 giai đoạn của dự án là 336.600 tỷ đồng, tương đương 16 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, riêng giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng, tương đương 5,45 tỷ đô la Mỹ. Căn cứ nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hai dự án là dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021 và giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thu hồi với tổng diện tích hơn 4.108 ha trên 4.946 ha, mới đạt 85%. Dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 1 vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 với tổng mức đầu tư gần 4,7 tỷ đô la Mỹ. Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2025, gồm 4 dự án thành phần. Lễ khởi công đã được tổ chức vào tháng 1 năm 2021, phấn đấu hoàn thành vào năm 2024 và đầu năm 2025 đưa vào khai thác giai đoạn 1. Tuy nhiên, tiến độ triển khai đang chậm hơn so với kế hoạch. Sau một năm hạn chế di chuyển do Covid-19, Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua chứng kiến sự bùng nổ khách ở các điểm du lịch. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong 9 ngày nghỉ Tết, tại 35 địa phương là các điểm đến du lịch hàng đầu cả nước, đã đón khoảng 6,2 triệu lượt khách. Trong đó, Tây Ninh, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu dẫn đầu về lượng khách du xuân. Tổng thu từ du lịch của nhiều địa phương tăng cao, nhiều nơi thu được hàng trăm tỷ đồng từ du lịch trong 9 ngày xuân. Đơn cử, tỉnh Khánh Hòa đón gần 100.000 lượt khách, tăng 2,5 lần so với Tết trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 524 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ước đạt 72,8%. Riêng phân khúc 4 đến 5 sao gần như cháy phòng. Tỉnh Quảng Ninh đón 289.661 lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng bình quân của khách sạn 4 đến 5 sao đạt 80-90%. Tổng thu từ du lịch khoảng 400 tỷ đồng. Bình Định đón khoảng 155.730 lượt khách, tăng 40% so với Tết năm 2021. Tổng thu du lịch ước đạt 117,45 tỷ đồng, tăng 35% so với Tết trước. Đà Nẵng đón gần 36.000 lượt khách, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Bà Rịa Vũng Tàu đón gần 420.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt 358 tỷ đồng, tăng 81% so với Tết trước. Công suất phòng các khách sạn 3 đến 5 sao đạt 97%. Thành phố Hồ Chí Minh đón 280.000 lượt khách, trong đó lượng khách đến các điểm tham quan là 200.000 lượt. Còn lại là khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú và đi tour của doanh nghiệp lữ hành. Riêng đường Hoa Nguyễn Huệ đã đón tiếp khoảng 350.000 lượt khách tham quan vui chơi, tăng 4,4 lần so với năm 2021. Theo thông tin từ Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, nhằm ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tổng doanh thu ngành du lịch của thành phố đạt khoảng 3.100 tỷ đồng. Một số tỉnh thành chưa thống kê doanh thu nhưng cho biết lượng khách tăng tốt. Ba doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp đủ tiền dù quá hạn. Theo thông tin từ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 8 tháng 2 vẫn chưa có doanh nghiệp nào trong số ba doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đóng tiền đợt 1 dù đã quá hạn. Trước đó, ngày 6 tháng 1, Cục Thuế thành phố đã ban hành 8 thông báo đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cho 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phiên đấu giá ngày 10 tháng 12 năm 2021. Thời hạn bắt đầu được tính từ ngày 7 tháng 1.
Theo quy chế, trong hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo trên, các doanh nghiệp phải đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất đợt 1. Trong vòng 90 ngày kể từ khi có thông báo trên, các đơn vị trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại đợt 2. Quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký thông báo thuế mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá thì vi phạm hợp đồng mua bán. Khi đó, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP.HCM sẽ thông báo về việc không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá để Trung tâm Phát triển Quỹ đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban Nhân dân thành phố hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Ngày 8 tháng 2, Cục Thuế TP.HCM cho biết Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh, Công ty Bình Minh đã có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan, trong đó có Cục Thuế thành phố về việc xin không tiếp tục thực hiện dự án trên lô đất số hiệu 39 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là lô đất mà doanh nghiệp này trúng đấu giá với số tiền 5.026 tỷ đồng, gấp 6,9 lần so với giá khởi điểm. Như vậy, đến thời điểm này, ngoài Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt trực thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc, thì chỉ có Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Bình Minh là đơn vị thứ hai xin thôi thực hiện dự án trên lô đất trúng đấu giá ở Thủ Thiêm, nhưng chưa xin bỏ tiền cọc. Hai doanh nghiệp còn lại trúng đấu giá là Công ty cổ phần Dream Republic trúng đấu giá lô đất số 35, cần đóng 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất, và Công ty cổ phần Shinmega trúng đấu giá lô đất 38, cần đóng 4.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, nhưng đều chưa nộp tiền đợt 1 dù đã quá hạn. Sau vụ việc doanh nghiệp bỏ cọc, hủy hợp đồng mua đất vàng Thủ Thiêm, các Bộ Xây dựng và Tài nguyên Môi trường vừa kiến nghị Thủ tướng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đấu giá đất có yếu tố trục lợi trong đấu giá quyền sử dụng đất. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin Sài Gòn Times News cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!